phí là bạn lên tàu hay là cầu kia đúng không? Nhẹ vẫn được qua tàu. Qua thì tìm là cái hôm trước công ty thôi, nó đi nó thay cái hộp số ô tô. Không mà không khi nó đến nó lấy để nó đi gửi đi đi làm lại và biết là chỗ mà nó gọi nó là khai tai phá rỡ, chuyên phá rỡ về máy móc mua hả? Mua không cho chuyên phá rỡ máy móc khai tải, ví dụ như sau này mà mình mới đi vào Việt Nam nhé, còn làm có một cái máy mình đến bên tìm máy à, chỉ gần máy thôi à? Máy với lại sản hộp số à. Nhưng mà mình có đeo mối nào máy móc rồi được à. May thích đi chơi, có thể bế nào cũng là để bế ra ngoài chơi, à. Nó lên sẽ nằm xuống, nó nằm mẽ ra, nó đến nó nâng dậy, nó hò nó hét nó nâng dậy một vài vãi, trời, bắt sống này, mặt nước cửa đó. Thank you.
Cô bây giờ ăn uống nhiều chứ? Không ăn được rồi. Nó đỡ khỏe, nó trẻ con nô mầm thế là ngon rồi. Nó khỏe thì nó nô, nó ăn được ngay. Hôm qua cắt chọc lú trông như ngặt, như thằng giặc. Rầm rầm. Bạn vợ tôi đẻ đứa ở nhà, đẻ ở nhà là nó lớp mấy nhỉ, 7 tuổi á, là mới cho nó sang này. 7 tuổi tôi mới cho nó đấy sang này á. Xong rồi để định với bên này ấy, cho nó đi học ấy. 7 tuổi bây giờ mới cho sang đây muộn nhỉ. Đây bây giờ lại ốm. Ốm hay lại bây giờ đi học nhất, bây giờ vào thì bây giờ đi vào khó ấy, vì nó không biết tiếng Nhật. Phải lại là tí lại cho về. Gần quá nhỉ.